Xin kính chào tất cả quý anh chị, cô chú và các bạn. Hôm nay Bảo Phát có một cái hai căn nhà giá rẻ như hạt dẻ, nằm tại trung tâm thành phố Biên Hòa luôn. Như các bạn biết rồi, ở trung tâm thành phố Biên Hòa gần khu công nghiệp cũng như gần các khu trung tâm siêu thị hoặc là thương mại hoặc là khu vực đông dân cư á, thì tìm một cái căn nhà giá rẻ để mà mua hoặc là cho những người mà anh em có số tiền tích góp á, thì rất là khó. Nhưng mà hôm nay Bảo Phát tìm được hai căn nhà giá rất là rẻ luôn. Thì đây là cái trục đường đi ra hướng của khu nghiệp Amata, cổng phụ hoặc là cổng sau của khu nghiệp Amata á. Thì đó là trên đường đi thì ta đi ngang qua cái chợ, cái là cái chợ này là chợ chợ đồi, khu phố 8A. Đây quý anh chị ha, đây là cái trục đường chợ nè. Thì đường này là đường 5m, đường thông. Bây giờ Bảo Phát sẽ đi đến vị trí của căn nhà. Trên đường đi thì Bảo Phát sẽ giới thiệu luôn những cái đoạn đường mà đường thông á, thì cho quý anh chị mình xem luôn ha. Để Bảo Phát chạy một vòng cho mọi người xem luôn nha, xong rồi Bảo Phát sẽ quay lại. Đây là cái hướng đi ra đường khu nghiệp Amata. Đây là bên khu phố 8A của phường Long Bình nha. Đây là cái đường này đi ra cổng chính của khu nghiệp Amata đây. Đây quý anh chị ha. Đó. Đường này là đường đi ra khu nghiệp Amata nè, khu cái nhà này là đường thông nhé. Bây giờ Bảo Phát sẽ quay lại cái vị trí của căn nhà. Đó, cái đường này là ngay chỗ ngã ba này, là một hướng về cái chỗ bên khu phố 2A và một bên là khu phố 1, bên là khu phố 8 đây. Thì Bảo Phát sẽ đi về cái hướng bên khu 8. Cái nhà này thì nó gần chợ rồi, cách chợ chừng 50m không tới nữa, rất là gần luôn. Nhà thì ngay trung tâm thành phố Biên Hòa mà tìm được cái giá rẻ là rất khó và cực kỳ khó luôn nha quý anh chị. Rồi đây là cái trục đường mà Bảo Phát chạy từ khu phố 8 chạy vào đây ha. Thì căn nhà này nằm sát bên khu nghiệp Amata luôn. Đường thì đường 2m, đó, chuẩn là 2m luôn nha. Đường nhỏ thì nó nhỏ mà nó lại thông, 2m nhưng mà thông ha, không có phải là đường cục nha. Xin chào tất cả quý anh chị nha. Hôm nay Bảo Phát có một cái căn nhà nằm tại trung tâm thành phố Biên Hòa luôn. Thì riêng các quý anh chị mà mình biết rồi đó, nằm tại ở trên trung tâm thành phố Biên Hòa, gần khu công nghiệp Amata và gần chợ, gần trường học, thì để tìm một cái căn nhà mà giá rẻ thì rất là khó. Nhưng mà hôm nay Bảo Phát đã tìm được hai cái căn nhà có cái giá rẻ để cho phù hợp cho những anh chị em công nhân tích góp, và những cái anh chị em nào mà tài chính thấp á, thì chúng ta có thể sở hữu những căn nhà này và mua và sử dụng nó trong trước năm 2022 ha. Thì bây giờ phía trước Bảo đây là một cái căn nhà mà Bảo Phát muốn giới thiệu với quý anh chị đây. Thì căn nhà này có cái diện tích nó là ngang 8 và dài nó là 9 ha. Thì mời với các cả quý anh chị mình vô xong xem căn nhà. Nhà này thì có nó diện tích của nó rất là rộng, chiều ngang nó rất là rộng luôn ha. Thì nhà thì có một cái gác lửng và có hai phòng ngủ. Thì nhà này có diện tích bao nhiêu ta? Gạch này là gạch 80 ha. Gạch 80 thì 1 2 3 4 5 6 7 7 7 x 8 là 47 x 8 56 ha. Ngang 5m6. Chiều dài của nó là bao nhiêu nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 viên. Nghe dài là 8 ha, ngang 6 dài 8 nha quý anh chị ha. Thì căn nhà này á là gì? Có một cái gác lửng như thế này. Thì gác lửng là được đổ rất là kiên cố luôn. Rất là kiên cố và chắc chắn. Thì ở đây chúng ta toàn bộ nội thất bên trong thì cũng đã được chủ nhà thiết kế cho mình, đề co cho mình những cái bộ bàn ghế, một cái bộ ghế sofa, tặng cho mình một bộ ghế sofa này. Và những bên cạnh đó thì có những cái bức tranh 3D được dán lên trên tường luôn, là làm cho những cái nhà mình nó càng ngày nó được nhìn nó được đẹp hơn và được có những cái họa tiết á, những cái nhà nó sang trọng. Và thiết kế những cái bức tranh thế này thì
phù hợp với cái căn nhà nhỏ nhỏ thế này ha. Thì bây giờ bên trong đây là cái khu vực của nhà ăn. Khu vực nhà ăn thì ta có một cái bộ bàn ghế, một bộ bàn ghế gồm có 4 người ăn và cái không gian của nhà bếp. Không gian nhà bếp thì chúng ta có kệ tủ kính ở trên và cũng như là kệ tủ bên dưới. Thì có một cái lavabo, thì một cái dàn bếp nấu ăn cũng rất là rộng rãi. Và khu vực bên này thì để chúng ta set up những cái gọi là tủ lạnh á, những cái tủ lạnh hay là cái gì đó chúng ta cần vật dụng gì đó ta cần để bên đó. Thì bên khu vực bên này thì chúng ta có một cái không gian của cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng được chủ nhà cũng lắp cho mình đầy đủ những cái thiết bị gia dụng rồi. Đây là cái không gian của cái nhà vệ sinh. Thì cái bên nhà vệ sinh ta có một cái lavabo và một cái kính để chúng ta rửa tay à, khi mà chúng ta nấu ăn xong hay là chúng ta đi vệ sinh xong thì ta có thể ra bên này. Thì bây giờ Bảo Phát sẽ dẫn mọi người mình đi lên trên cái gác lửng này mà tham quan cái không gian ở trên để xem nó thiết kế và để coi như thế nào ha. Thì gác lửng thì được làm cầu thang đổ và chắc chắn và kiên cố. Thì có một cái tay vịn cũng làm bằng sắt luôn, rất là kiên cố luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên này. Trên này thì chúng ta có một cái hai cái phòng ngủ rất là rộng rãi và một cái ban công. Một cái ban công này để chúng ta nhìn xuống từ trên vị trí trên gác lửng nhìn xuống bên dưới. Rất là rộng luôn đó. Nhà tuy lá nhỏ trên 40m2 nhưng mà rất là rộng rãi và sang trọng. Thì bên đây chúng ta có hai cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ dành cho một cái con, nếu mà nhà có con nít á hay nhà có trẻ con thì cái phòng ngủ này rất là phù hợp. Thì bên này chúng ta có một cái cửa sổ để lấy cái ánh sáng cũng như là luồng không khí tự nhiên vào. Thì nhà cũng thiết lập chúng ta những cái hệ thống âm tường đi máy lạnh sẵn rồi, chúng ta chỉ cần mua máy lạnh vậy chúng ta lắp vô thôi. Tiếp đó thì ta sẽ đi qua một cái không gian phòng ngủ thứ hai. Đây là cái không gian phòng ngủ thứ hai dành cho gia đình. Thì không gian phòng ngủ thứ hai nó sẽ rộng hơn cái không gian phòng ngủ phía thứ nhất. Thì cũng có hệ thống đèn ngủ và la phong, thì la phong thả trần, cũng có cửa sổ để lấy ánh sáng ha. Rất là đẹp và tương đồng với cái màu gạch và cái màu tường á, thì nó cũng tạo nên những cái họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn cho một cái vị trí của cái ngôi nhà. Thì mọi người có thể tham quan lại một lần nữa ha. Thì Bảo Phát sẽ đi xuống và quay lại cho mọi người xem cái không gian của căn vị trí con nhà. Thì nhà diện tích là trên 40m2 nhưng mà rất là rộng rãi luôn. Ở dưới sàn nhà thì chúng ta được chủ nhà lót cho mình những cái tấm gạch là 80. Gạch 80 thì rất là rộng rồi đó. Thì cái phía trước phòng khách thì nó hơi rộng và cũng có cửa sổ. Cửa sổ để chúng ta mở ra để lấy ánh sáng hay gì đó ha. Thì riêng cái khu nhà này thì với cái tài chính mà từ dành cho những anh chị nào, anh em công nhân tài chính thấp á, ta có thể sở hữu căn nhà này nằm tại trung tâm thành phố Biên Hòa, giá rẻ nhất ha. Thì cũng lúc trước đây cũng có nhiều quý anh chị á, cũng có yêu cầu Bảo Phát là tìm cho vài căn nhà rẻ nằm tại trung tâm thành phố mà gần khu công nghiệp cũng như gần chợ, gần siêu thị á. Thì cũng lâu lắm rồi, thì hôm nay Bảo Phát đã tìm được một cái căn nhà nắm chủ luôn. Thì nằm tại trung tâm thành phố Biên Hòa, ở khu vực khu phố 8, gần chợ luôn, gần khu công nghiệp luôn. Nhà rất là đẹp và sang trọng luôn. Đường thì ở bên ngoài là đường 2m, đường thông thoáng luôn, đường thông hai đầu nha. Phía trước nhà hiện tại đó là một cái bức tường cũng rất là đẹp. Lắp đặt cho mình những cái viên gạch 80 lận. Rất là đẹp và sang trọng luôn. Riêng ở khu vực trung tâm thành phố Biên Hòa mà sở hữu được cái căn nhà như thế này á, tìm được á, thật sự rất là khó luôn quý anh chị á. Mà nhưng ở Biên Hòa chúng ta có tiền chúng ta mua đất á, thì để mà xây lên một cái căn nhà rất là khó, bởi vì giờ hiện tại là không có cho xây nhà nữa. Mà xây nhà là đòi hỏi chúng ta phải có đất thổ cư hoặc là chúng ta có pháp lý, có giấy phép xây dựng thì chúng ta mới xây được. Nhưng mà qua những chủ đầu tư thì những cái việc đó thì rất là dễ dàng luôn.
Cho nên là khi chúng ta sở hữu căn nhà này, chúng ta không phải lo lắng về pháp lý hay quý anh chị ha. Phía trước đường bên ngoài là đường thông này, đường thông thoáng hai đầu luôn. Đây, đường thông thoáng hai đầu, gần chợ, gần trường học, gần khu công nghiệp luôn. Rồi, Bảo Phát xin phép là kết thúc cái video đây. Quý anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp thì liên hệ cho Bảo Phát ha. Hoặc là giúp cho Bảo Phát một cái lượt đăng ký kênh, cũng như là một lượt chia sẻ để cho nhiều bạn bè, anh chị biết đến kênh nhà đất của Bảo Phát nhiều hơn. Và Bảo Phát có thể cung cấp những cái thông tin hay là có những cái video nhà rẻ đẹp á, để phục vụ cho tất cả quý anh chị, cô bác nhà mình tìm được những căn nhà rẻ đẹp phù hợp chứ thế tài chính thấp á. Rồi Bảo Phát xin kết thúc video đây ạ.